Thế nào thì được gọi là một mảnh đất tốt? Một mảnh đất tốt theo khái niệm của phong thủy, trước hết nó phải nằm ở trong cái khu vực tốt đã. Khu vực tốt thì phong thủy được định nghĩa rằng trước hết là nó là về vị trí. Thì một yếu tố về vị trí của mảnh đất được mô tả như sau, tức là một mảnh đất tốt trước hết nó phải nằm trong cái khu vực có cái dân trí và cái cư dân tốt. Cái điều này nó đúng với cả một câu các cụ gọi là đất lành thì chim đậu. Cái đất tốt thì cái người tốt sẽ cư trú về để ở. Cái đất người tốt ở đây tôi được hiểu rằng là người có vận số tốt, người có cái cuộc sống nó tốt, tức là có dân trí cao. Thì cái điều thứ hai đối với cả khi mà lựa chọn cái trạch đất tốt nữa, tức là ở nơi đấy thì cây cối phải xanh tốt. Cái cây cối nó xanh tốt khác với cả cây cối nó tùm. Ví dụ như cây cối nó tùm nó che hết cả cái bất động sản, nó che hết tất cả đất cát, hoặc là làm cho cái nhà nó tối sầm xuống, hoặc là làm cho là rêu phong cỏ mốc nó bám xung quanh, thì như thế nó gọi là bị ám mộc, thì như thế lại là không có tốt. Mà ở đây tôi nói là cái cây cối xung quanh nó xanh tốt, chứ không cái trồng cái cây nào nó cũng chết thì ở đấy khí nó yểu, nó không tốt thì mọi thứ nó cũng sẽ không tốt. Ví dụ như mới đây đất tốt sẽ là những cái nơi mà nó sẽ không gần, không quá gần. Cái gần ở đây được định nghĩa rằng là trong cái bán kính khoảng tầm 50 mét, gồm có những cái nơi mà nó dễ, một là suốt ngày có tiếng khóc ỉ on. Ở đâu có tiếng khóc ỉ on suốt ngày, bệnh viện suốt ngày tiếng khóc ỉ on, người ta ốm đau người ta vào đấy người ta khóc, đúng không ạ? Ví dụ như là nhà tang lễ suốt ngày ỉ on khóc lóc, rồi nghĩa trang suốt ngày ỉ on tiếng khóc, rồi kể cả cái gần cái lò giết mổ, chúng ta không khóc nhưng mà trâu mèo, trâu bò, lợn gà nó khóc, nó kêu ỉ on, đúng không ạ? Những cái nơi gần máu chúng ta cũng không có tiệm cận vào, ví dụ như bệnh viện chẳng hạn, suốt ngày mổ xẻ xẻ cắt cắt gọt gọt, đúng không ạ? Ví dụ như là kể cả những cái nơi mà phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, mà suốt ngày mà cắt gọt bóp với cả nắn thì cũng không phải là cái nơi rất tốt, đúng không ạ? Không phải gần đấy phải là tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái lò giết mổ mà nó có máu chẳng hạn, nó cũng không phải đất tốt. Những cái nơi mà gần những cái nơi mà xảy ra thường xuyên những tiếng cãi vã, cãi cọ, ví dụ như gần chợ chẳng hạn, thì nó không phải là cái đất tốt. Các anh chị cứ bảo so sánh bất động sản, anh chị bảo chỗ này chợ ngay bên cạnh, nó không phải là đất tốt đâu. Nơi đấy thì nó quá nhiều tạp khí, quá nhiều những cái ồn ào, cho nên ra nó cũng không phải là cái nơi đất tốt. Ngoài ra thì những cái vùng nào ấy mà nãy giờ chúng tôi có nói về một khái niệm, tức là cái cây cối xanh tốt, nhưng mà lưu ý cây cối xanh tốt mà trong đấy là có một cái cây cổ thụ già, thật là già mà đã từng bị sét đánh, hoặc là cái cành nó bị gãy mất ngọn, thì nơi đất đấy cũng không phải đất tốt.